Tầm ảnh hưởng và cái đầu của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga khiến đối phương NATO phải dè chừng. Nhân vật mà chúng tôi muốn đề cập là Đại tướng Sergei Shoigu, một trợ thủ thân tín của Tổng thống Nga Putin. Bình luận quốc tế báo Nghệ An số này xin gửi đến quý vị bài viết Đại tướng Sergei Shoigu, chiến binh tin cẩn bậc nhất của Tổng thống Putin. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Kuznetsovich Shoigu sinh ngày 21 tháng 5 năm 1955. Ông có cha là người Tuva, mẹ là người Nga. Cộng hòa Tuva trở thành một phần của Liên Xô vào năm 1944 và giờ đây là một phần nằm trong Liên bang Nga. Năm 1977, ông Shoigu tốt nghiệp Học viện Bách khoa Krasnoyarsk, chuyên ngành xây dựng công trình dân dụng. Ông rời trường và làm việc trong các dự án xây dựng trên cả nước. Năm 1990, ông được bổ nhiệm làm phó chánh văn phòng Ủy ban xây dựng và kiến trúc nhà nước của Liên bang Nga và trở thành Bộ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp. Năm 1990, ông được bổ nhiệm làm phó chánh văn phòng Ủy ban xây dựng và kiến trúc nhà nước của Liên bang Nga và trở thành Bộ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp từ năm 1994 đến 2012. Sergei Shoigu có nhiều đóng góp quan trọng trong giai đoạn này và được nhận danh hiệu Anh hùng nước Nga vào năm 1999 và phong quân hàm cấp tướng vào năm 2003. Ông là người thân cận với cố Tổng thống Nga Boris Yeltsin. Sergei Shoigu là thành viên tích cực tham gia tổ chức phong trào Ngôi nhà của chúng ta là nước Nga nhằm vận động cho Yeltsin trong chiến dịch tranh cử năm 1995-1996. Năm 1999, ông là một trong ba người sáng lập Đảng Thống nhất, tiền thân của Đảng nước Nga Thống nhất, hiện đang chiếm đa số trong Duma Quốc gia Nga. Ông từng được giao đảm nhiệm vai trò Phó Thủ tướng đầu năm 2000 trước khi Tổng thống Vladimir Putin chính thức nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ đầu tiên. Kể từ khi đứng trong hàng ngũ lãnh đạo cao cấp của Nga, Sergei Shoigu luôn là nhân vật được Tổng thống tin tưởng nhất. Ông là thành viên lâu năm nhất của Hội đồng An ninh Liên bang Nga từ năm 1994 đến 2012. Tháng 4 năm 2012, ông được bầu làm tỉnh trưởng tỉnh Moscow và đến ngày 6 tháng 11 năm 2012 được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga. Đại tướng Shoigu được biết đến là người thích nghiên cứu lịch sử đất nước. Ông mê thể thao và là một fan hâm mộ của đội khúc côn cầu CSKA Moscow. Ông Shoigu cũng thích bóng đá và là một fan hâm mộ của Spartak Moscow. Vào tháng 3 năm 2016, cùng với Ngoại trưởng Sergei Lavrov, ông tham gia giải bóng đá nhân dân nước Nga với mục đích đoàn kết người hâm mộ từ khắp nơi trên đất nước. Ông thích sưu tập kiếm và dao từ Ấn Độ, Trung Quốc và Nhật Bản, nghe âm nhạc dân gian nước Nga và chơi guitar. Ngoài ra, ông còn có khiếu vẽ tranh màu nước và làm những món đồ bằng gỗ. Tuy nhiên, nhắc đến Sergei Shoigu, người ta biết đến ông nhiều với vai trò là người có nhiều đóng góp giúp hồi sinh quân đội Nga từ đống đổ nát. Thập niên 90 của thế kỷ trước là giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử nước Nga ở mọi khía cạnh. Với sự sụp đổ của Liên Xô, người kế nhiệm Liên bang Nga đã rút khỏi trường quốc tế và khu vực Trung Đông. Trong thập kỷ cuối của thế kỷ 20 và những năm đầu tiên của thế kỷ mới, quân đội Nga đối mặt với những thách thức nghiêm trọng, mức độ tham nhũng gia tăng, đào tạo kém, thiếu nhân sự trình độ cao và mức lương thấp đã ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần chiến đấu của quân đội nước này. Tháng 8 năm 2008, cuộc chiến giữa Nga và Georgia nổ ra. Mặc dù có lợi thế hơn hẳn khi xét về tương quan lực lượng, nhưng quân đội Nga gặp phải không ít khó khăn trong cuộc chiến chỉ kéo dài 5 ngày này. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ được công bố năm 2017, máy bay chiến đấu và pháo binh Nga không hạ nổi các mục tiêu, các chỉ huy chiến trường phải sử dụng điện thoại di động để liên lạc với cấp trên, trong khi lực lượng không quân đánh mất không ít máy bay vì sai lầm của các tổ hợp phòng thủ. Không những thế, bản báo cáo còn nhấn mạnh rằng binh sĩ Nga thường xuyên say xỉn. Những điểm yếu phơi bày trong cuộc chiến với Georgia thúc đẩy Nga bắt tay vào cuộc cải cách quân đội một cách có chiều sâu và lâu dài, mà giới truyền thông gọi là những nỗ lực để tạo ra một diện mạo mới cho quân đội. Trên thực tế, chúng còn hơn là một sự thay đổi về bề ngoài. Quy mô của những thay đổi trong quân đội là chưa từng có kể từ khi kết thúc Thế chiến II, chuyên gia quân sự Roger Masdermes nhận định. Cuộc cải cách làm gia tăng đáng kể tiềm lực của quân đội Nga và mức độ chuyên nghiệp của các chỉ huy quân sự. Họ đã trở thành những người có sự linh hoạt và tư duy sáng tạo. Về vũ khí, Nga đang tích cực phát triển tên lửa và máy bay chiến đấu siêu thanh.
Bên cạnh việc tạo ra các máy bay kích thước khổng lồ nhưng có khả năng tăng tốc và tầm bắn tên lửa vượt trội, theo chuyên gia Michael Coleman, người Nga đang tập trung vào các biện pháp răn đe tầm xa mang lại cho họ lợi thế chiến thuật và chiến lược như tên lửa đất đối không, tên lửa chống hạm và tên lửa tấn công. Nói về hải quân, Moscow không có các cơ sở đóng tàu lớn nên phải mất nhiều năm để hiện thực hóa các kế hoạch trên biển đầy tham vọng của mình. Tuy nhiên, thời gian gần đây, hạm đội Nga đã bổ sung được khá nhiều tàu chiến cỡ nhỏ. Hải quân Nga quyết định trang bị cho các tàu chiến của mình tên lửa Kalib, loại tên lửa được thiết kế cho các tàu chiến và tàu ngầm tấn công. Nếu những tàu như vậy được sử dụng với số lượng lớn, chúng có thể gây ra mối đe dọa khủng khiếp cho đối thủ, bởi chúng là những mục tiêu khó tiêu diệt hơn rất nhiều so với các tàu cỡ lớn. Giới lãnh đạo Nga không đặt ra giới hạn trong việc hiện đại hóa vũ khí và nâng cấp hiệu quả của bộ chỉ huy quân sự. Bản thân quân đội Nga cũng có nhiều thay đổi sau sự nghiên cứu kỹ lưỡng và lâu dài về kinh nghiệm của các lực lượng vũ trang nước ngoài. Các chuyên gia Nga tập trung vào phân tích, đánh giá các hoạt động quân sự của phương Tây trong quá khứ, ở Balkan và Afghanistan cũng như ở Trung Đông và cuộc chiến ở Iraq. Kể từ năm 2008, quân đội Nga trải qua một loạt các cải cách lớn, từ đó cải thiện rõ rệt tiềm lực của mình, nhưng vẫn không từ bỏ chiến lược lâu nay là triển khai các lực lượng bộ binh trên chiến trường. Một ví dụ điển hình về điều này là hoạt động tác chiến của Nga ở Syria, nơi họ triển khai các lực lượng đặc nhiệm được đào tạo ở mức cao nhất. Nhưng họ cũng đã nhanh chóng thích nghi với thực tế mới khi mà các chiến dịch được thực hiện chủ yếu thông qua các cuộc không kích cường độ cao nhưng hạn chế về quy mô. Chuyên gia Glenn Howard, chủ tịch của tổ chức nghiên cứu The Zentown Foundation của Mỹ, khẳng định nước Nga quay trở lại với ý tưởng chiến tranh hạn chế, trong đó sử dụng chỉ một binh chủng không quân để đạt được những mục tiêu cụ thể mà không cần đối thủ phải thất bại toàn diện. Theo Viện Nghiên cứu Trung Đông tại Washington, phương pháp này đã từng được sử dụng phổ biến dưới thời Sa Hoàng và thời Xô Viết. Trồng cây có ngày hái quả, sự kiện Crimea được sáp nhập vào Nga năm 2014 khiến cho tất cả đều bất ngờ về hình ảnh lột xác của quân đội Nga. Nhưng đấu trường Syria mới là nơi quân đội Nga chính thức tuyên bố với thế giới sự trở lại của mình. Bắt đầu từ chiến dịch ở Syria đã cho thế giới thấy tiềm lực lớn mạnh của quân đội Nga. Lúc này, người ta mới nhận ra kế hoạch của Moscow nhằm quay trở lại khu vực mà trong lịch sử từng là trọng tâm chú ý của Nga. Trung Đông có tầm quan trọng chiến lược đối với Nga và đó là lý do tại sao Nga chọn khu vực này làm đấu trường để phô diễn sức mạnh ngày càng gia tăng của quân đội. Điều này là nhằm đưa nước Nga trở lại vị thế đối trọng với Mỹ, thứ đã mất đi sau sự sụp đổ của Liên Xô. Tháng 9 năm 2015, sự hiện diện quân sự của Nga tại Syria đã khiến cục diện khu vực thay đổi. Khả năng của Moscow được mở rộng nhờ vào các căn cứ quân sự ở phía đông bờ biển Địa Trung Hải. Trong khi đó, Mỹ đánh mất dần vai trò trong khu vực, khiến phương Tây buộc phải thừa nhận tầm ảnh hưởng của một thế lực khác tại Trung Đông. Chiến dịch của Nga ở Syria có ý nghĩa rất lớn. Đây là chiến dịch đầu tiên của Moscow bên ngoài phạm vi lãnh thổ các quốc gia thuộc Liên Xô cũ kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Mặc dù chiến dịch quân sự này không phải là quá quy mô, nhưng nó lại được triển khai với cường độ cao và cho thấy quyết tâm lớn của Nga, từ đó đặt ra nhiều câu hỏi cho các chuyên gia phương Tây. Không ít người vội vàng kết luận rằng Nga chắc chắn sẽ thất bại ở Syria, giống như những gì đã xảy ra với quân đội Liên Xô ở Afghanistan vào những năm 1980. Chuyên gia quân sự Roger Masdomes thuộc Viện Nghiên cứu Trung Đông tại Washington tin rằng chiến dịch tại Syria có thể sẽ trở thành hình mẫu cho các quyết định quân sự trong tương lai của Moscow. Điều này có nghĩa là chiến dịch đã để lại tiếng vang và cho thấy phần nào những kế hoạch sau này của Nga. Quân đội Nga có được như ngày hôm nay phải nói rằng xuất phát từ quyết tâm rất lớn của Tổng thống Putin và người hiện thực hóa điều đó chính là Đại tướng Sergei Shoigu. Chuyên gia quân sự, đại tá dự bị, tổng biên tập tạp chí Kho Vũ khí của Tổ quốc, ông Viktor Murakovsky trong cuộc phỏng vấn với Journalistic Pravda đã nói về những thay đổi trong lực lượng vũ trang Nga kể từ sự xuất hiện của Sergei Shoigu trên cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đánh giá của tôi là khá cao, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã phân bổ hợp lý các nhiệm vụ và thực hiện rất hiệu quả cuộc cải tổ cơ bản các lực lượng vũ trang Nga. Trước hết, chú trọng đến việc tăng sức mạnh chiến đấu và hiệu quả của việc trang bị các hệ thống vũ khí, khí tài mới nhất, cũng như đào tạo, giáo dục và biên chế những quân nhân có năng lực.
Ngoài ra, cơ sở hạ tầng của các lực lượng vũ trang đã được cập nhật một cách triệt để, chế độ cho quân nhân thông qua các loại phụ cấp và nhà ở ngay từ đầu đã tăng lên. Với nguồn lực tài chính và nhân lực hạn chế, kết quả đạt được có thể gọi là vượt trội. Trong giai đoạn lịch sử vừa qua, bao gồm cả Liên Xô, tôi không nhớ rằng trong một khoảng thời gian tương đối ngắn như vậy, khả năng chiến đấu của các lực lượng vũ trang chúng ta đã tăng lên đáng kể như hiện nay, chuyên gia quân sự Viktor Murakovsky nói. Người ta biết rằng tiêu chí duy nhất của sự thật là thực hành và tiêu chí khách quan phản ánh trình độ chiến đấu của quân đội là kết quả của việc áp dụng chúng. Lực lượng vũ trang Nga đã thể hiện trình độ cao trong chiến dịch chống khủng bố quốc tế tại Syria. Kết quả của sự kiện này nói thẳng ra là đã làm ngạc nhiên một số đối thủ phương Tây, những nước không thân thiện với Nga. Tính đến tiền đề, tất cả các thành tựu và kết quả chỉ được kiểm chứng bằng thực tiễn. Có thể nói rằng với sự đứng đầu của Sergei Shoigu, Bộ Quốc phòng đã đạt được những kết quả ấn tượng. Đây không chỉ là lời nói hay con số mà minh chứng thực tế về việc sử dụng các lực lượng vũ trang trong các cuộc xung đột quân sự. Một chuyên gia quân sự khác của Nga cho rằng chỉ cần Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga cất tiếng thì mọi khiêu khích của NATO đều dừng lại. Đó là nhà quan sát quân sự của báo Komsomolskaya Pravda, chuyên gia Viktor Baranets. Ông cho rằng Nga có thể ngăn chặn hoàn toàn mọi hành động khiêu khích của NATO trên Biển Đen và ở biên giới Nga với một con át chủ bài độc nhất vô nhị, đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu. Theo đó, ông Baranets tin rằng Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương đã thể hiện sự sẵn sàng thực hiện các hành động khiêu khích sau sự cố xảy ra với tàu khu trục HMS Defender của Anh ở khu vực Biển Đen. Tuy nhiên, mọi ý định không thân thiện của phương Tây có thể bị chặn đứng bằng các tuyên bố của Đại tướng Sergei Shoigu. Được biết, từ đầu tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết sẽ thành lập khoảng 20 đơn vị quân sự mới ở quân khu phía Tây vào cuối năm nay để đáp lại hành động của các nước NATO ở khu vực chiến lược phía Tây. Nga liên tục nâng cấp thành phần tác chiến của quân đội. Đến cuối năm, khoảng 20 đội hình và đơn vị quân đội mới sẽ được thành lập ở quân khu phía Tây, đồng thời sẽ cấp mới khoảng 2.000 đơn vị thiết bị mới. Hành động này của ông Shoigu củng cố thêm lập luận của chuyên gia Baranets cho rằng tầm ảnh hưởng và cái đầu của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga đã có thể khiến đối phương NATO phải dè chừng. Bình luận quốc tế báo Nghệ An số này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.